câu tiếp theo là mục tiêu rốt ráo của việc tu học phật pháp mục tiêu chân thật cầu sanh tịnh độ tâm này phải luôn để trong lòng khi nào cầu sanh tịnh độ ngay bây giờ cầu sanh tịnh độ đừng đợi ngày mai đừng đợi sang năm Tâm cầu sanh tịnh độ này là chân tâm Hôm nay Phật không đến tiếp dẫn Ngài nói ngươi còn có một ngày sứ mạng Cần phải giúp những chúng sanh khổ nạn này Một năm Phật chưa tiếp dẫn Một năm này ta phải giúp những chúng sanh này Chúng ta niệm niệm mong chờ Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Khi thời cơ đến Phật A-di-đà nhất định đến Tuyệt đối không hoài nghi Công phu ở đâu Bên dưới nói Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Nói cho chưa gì biết Thập Đại Nguyện Dương Chính là tâm Bồ Đề Mục tiêu tu học Chính là năm chữ Sau Đề Kim Thanh tịnh bình đẳng giác Ta dùng phương pháp gì Để tu thanh tịnh bình đẳng giác Dùng phát tâm bồ đề Như cường chuyên niệm Tu theo đức của phổ hiền Bồ Tát Tuy tu Nhưng tâm địa thanh tịnh Không có ô nhiễm Không có nhiễm ô gì Không có nhiễm ô của tự tư tự lợi Không có ô nhiễm của danh gian lợi dưỡng Không có ô nhiễm của tham sân suy mạng Không có ô nhiễm của tập khí phiền não Đây gọi là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh nâng cao là tâm bình đẳng Bình đẳng là không có cao thấp Nói cách khác Hoàn toàn không có đố kỵ ngạo mạn sân nguyệt Tâm bình đẳng hiển tiền Bình đẳng với tất cả chúng sanh Bình đẳng với chư Phật như Lai cũng bình đẳng với chúng sanh trong ác đạo Vì sao vậy? Vì tất cả đều là cùng một pháp tánh biến hiện ra Dùng tâm giống như một tấm gương vậy Bây giờ chúng ta dùng tivi giống như màn hình tivi vậy Bên trong Sách thân nhiều đến đâu phức tạp như thế nào Màn hình, màn hình hoàn toàn không có nhiệm trước mang hình thể hiện cho chúng ta thị chính là tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm chúng ta phải giống như mang hình vậy. Thế gian này đa hình đa dạng đều ở xung quanh chúng ta nhưng không hề nhiệm trước. Đây là chân công phu, không phải không tiếp xúc tiếp xúc mà không ô nhiễm. Đây là bản lĩnh của chư Phật Bồ Tát Nhất hướng chuyên niệm Mộ phương hướng là thế giới Tây phương cực lạ Mộ mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm